Sáng nay trong chương trình thờ phượng, đầy tớ của Chúa đã đưa ra chủ đề đó là hiệp một trong hội thánh. Thánh kinh nền tảng ở trong Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu thứ 16 và câu gốc là câu 2 và câu 3. Tôi xin đọc lại một lần nữa câu gốc. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, phải lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Có lẽ nhiều người trong quý ông bà anh chị em cũng đã từng đến ở tại San Francisco và thăm cái cầu, nghĩa là nổi tiếng thế giới, đó là cầu Golden Gate. Nếu ai chú ý dừng ở bên đầu cầu để thấy cái sự miêu tả của cái sợi cáp mà nó treo, cái chiếc cầu treo đó, nó lớn như thế nào. Mỗi sợi cáp nhỏ bằng cái đầu chiếc đũa nhỏ của chúng ta ăn cơm đó, mà 16.000 cái sợi cáp đó đánh lại với nhau, kết lại với nhau thành một sợi dây 92 phân, tức là gần một thước. Nó to còn hơn cả thùng phi nữa. Và họ kết lại thành một dây, họ kéo hai bên thành hai cái dây để treo cái cầu treo đó. Và cầu treo đó đã được làm từ thập niên 40 của thế kỷ trước, nhưng nó vẫn bền vững chắc chắn. Và hàng ngày như vậy có hàng trăm tấn những chiếc xe hơi đi qua đi lại với những đồ đạc ở trên đó. Và chúng ta thấy rất là độc đáo. Nếu một vài sợi dây thép nhỏ thì sẽ không làm được gì, nhưng kết lại từ 16.000 sợi thép thì sức tải của nó có thể lên hàng trăm tấn ở trên cây cầu. Điều đó cho thấy được rằng cái sức mạnh của sự hiệp một, sự bền vững của sự hiệp một là một điều rất rất là cần thiết ở trong tất cả các tổ chức của xã hội loài người. Riêng về hội thánh Đức Chúa Trời thì sự hiệp một trong hội thánh lại càng độc đáo hơn. Vì khi chúng ta nói đến tổ chức, tức là yếu tố quan trọng để tạo nên sự bền vững và tồn tại, sức mạnh để tồn tại, đó chính là sự hiệp nhất. Hội thánh Đức Chúa Trời thành lập ở trên đất này cũng như vậy. Một hội thánh không hề có vũ lực, không hề có vũ khí, không hề có một kỷ luật sắt thép nào hết. Nhưng hội thánh của Chúa bền vững và tồn tại với một sức mạnh phi thường đã chinh phục cả thế gian, cả thế giới này. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng điều gì đã tạo nên cho hội thánh có một sức mạnh, có sự bền vững và tồn tại lâu dài ở trên mặt đất này? Phải chăng đó chính là sự hiệp nhất trong quyền năng của Đức Thánh Linh để ba ngôi Đức Chúa Trời hành động ở giữa hội thánh, và nhờ đó hội thánh đã chinh phục được thế giới này cho Đức Chúa Trời, mặc dầu chúng ta không có một cái sức mạnh nào, không có một nguồn hỗ trợ nào trong thế gian. Chúng ta chỉ nhờ sự hiệp nhất của hội thánh trong Chúa Thánh Linh với quyền năng trợ giúp của Chúa, chúng ta đã làm được những điều kỳ diệu ở trên thế giới này. Vì vậy cho nên chúng ta nói đến hiệp một ở trong hội thánh để thấy được rằng hiệp một là sức mạnh, hiệp một là sự bền vững và sự tồn tại của hội thánh. Đó là yếu tố quan trọng nhất. Và sự hiệp một trong hội thánh không phải chỉ là những lời dạy dỗ mang tính chất là luân lý đạo hay đạo đức đạo, mà nó chính là giáo lý và thần học về bản chất của hội thánh Đức Chúa Trời đặt để trong thế gian. Điều đó chúng ta có thể suy ngẫm và biết được những điều kỳ diệu của hội thánh, nó nằm ở trong cái phần hiệp nhất mà nó là giáo lý thần học về bản chất của hội thánh. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ngẫm đề tài này, và tôi nói gọn ở trong Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 16. Thực ra tôi chỉ nói từ câu 1 đến câu 6 và câu 11 đến câu thứ 16 mà thôi. Còn những câu từ câu 7 cho đến câu 10 thì nói về một vấn đề khác. Như vậy thì tại đây khi nói về hiệp một trong hội thánh thì cái điều chúng ta suy nghĩ là cái gì nó biểu hiện cho sự hiệp một ở trong hội thánh. Cho nên phần thứ nhất tôi nói đó là biểu hiện của sự hiệp một trong hội thánh. Có ba cái biểu hiện được
các câu thánh kinh này nêu lên. Thứ nhất là ở trong câu 2, anh em phải lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Anh em phải lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Như vậy cái biểu hiện thứ nhất của hội thánh hiệp một đó chính là con cái tôi tớ của Chúa lấy cái lòng yêu thương để chiều chuộng lẫn nhau. Lấy lòng yêu thương để chiều chuộng lẫn nhau. Chữ chiều ở trong câu thánh kinh này có nghĩa là mình vui vẻ lắng nghe và làm theo cho vừa ý người khác. Vui vẻ lắng nghe và làm cho vừa ý, làm theo cho vừa ý người khác. Có hai cách để chiều chuộng. Một là chiều vì mệnh lệnh. Thứ hai, trong cái mệnh lệnh đó là vì lợi cá nhân của chúng ta hơn. Thí dụ như tôi cần việc làm, tôi phải chiều thủ trưởng cơ quan, tôi phải chiều theo cái luật định hay cái nội quy của cơ quan, bởi vì nó là cái nhu cầu lương bổng để tôi sống, cho nên tôi phải chiều. Nhưng trong đó không có yêu thương, chiều vì cớ cái nhu cầu, vì sự cần thiết tôi. Và cái chiều thứ hai là chiều vì yêu thương kính trọng. Thì cái chữ chiều, yêu thương chiều nhau ở trong câu thứ hai phần B này, mà cái biểu hiện của hiệp nhất hội thánh giữa bọn tôi con của Chúa đã là chiều vì yêu thương, vì tin tưởng, vì kính trọng lẫn nhau. Chiều vì thương yêu, vì tin tưởng và vì kính trọng lẫn nhau. Trong hội thánh chúng ta biết rằng có đủ mọi thành phần, cho nên cá tính trình độ giai tầng khác nhau, và hầu hết chúng ta đều không có mối liên hệ huyết thống gia tộc. Nhưng mà chúng ta yêu thương nhau và chiều chuộng với nhau để sống hài hòa ở trong cái tổ chức hội thánh. Đây là quyền năng của Đức Chúa Trời. Người Việt mình nói rằng 9 người thì đã 10 ý, 9 người thôi thì đã 10 ý. Có thể là có sự bất nhất trong một người để nó ra ý thứ 10. Vì vậy cho nên Chúa dựng nên con người mình có cá tính, có sở thích, có những ước muốn, có những cái tham vọng khác nhau. Vì vậy cho nên bảo rằng mình hiệp nhất ở trong hội thánh là một cái điều không dễ chút nào. Nhưng mà chúng ta được sinh ra bởi dòng huyết của Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là chúng ta không có liên hệ huyết thống về gia tộc, về phần thể xác, nhưng chúng ta lại có huyết thống về thuộc linh, tức là chúng ta được sinh ra bởi Chúa cứu thế. Và cái sự sinh ra bởi Chúa cứu thế, bởi dòng huyết của Chúa đó, nó màu nhiệm và nó độc đáo ở cái chỗ là cái sự liên kết trong dòng huyết của Chúa Giêsu, dòng huyết vô tội để chuộc chúng ta trở nên con dân của Chúa. Thì cái dòng huyết đó chính là dòng huyết quý giá để liên kết chúng ta với nhau ở trong Chúa, dầu chúng ta có liên hệ huyết thống về thể xác. Và do đó cho nên chúng ta có thể yêu thương nhau, chiều chuộng lẫn nhau, yêu thương nhau và chiều chuộng nhau. Chúng ta vui vẻ để sống với nhau trong tổ chức hội thánh, hài hòa với nhau trong công việc, và cũng nhờ vào yêu thương chiều chuộng nhau đó mà thiên hạ nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa, như Giăng chương 13 câu 35. Và cũng bởi được sinh ra từ dòng huyết vô tội của Chúa Giêsu, chúng ta được Chúa trang bị cho một loại tình yêu không có trong đời này, đó gọi là tình yêu thiên thượng, tình yêu mà chính Chúa Giêsu đã đem yêu chúng ta. Thì khi chúng ta trở thành con của Chúa thì Ngài ban cho chúng ta cái tình yêu đó. Và tình yêu đó chúng ta yêu thương lẫn nhau. Bên cạnh cái tình yêu chúng ta yêu thương gia đình, vợ chồng, con cái, yêu thương đồng loại anh em và yêu thương các tạo vật, thì Chúa cho chúng ta có một tình yêu cao thượng hơn, để chúng ta dùng tình yêu đó mà yêu nhau. Thậm chí dùng tình yêu đó yêu thương và bỏ qua những cái kẻ thù làm hại chúng ta nữa. Như Chúa đã nói yêu thương kẻ thù mình. Thật ra trong đời này chả có ai yêu được kẻ thù mình cả. Nhưng mà nếu chúng ta là con cái của Chúa, được trang bị bởi tình yêu của Chúa để chiều chuộng mà sống nhau trong Chúa, nhưng cũng bởi tình yêu đó chúng ta yêu thương cả những cái người thù nghịch ở bên ngoài hội thánh nữa. Đó là cái biểu hiện thứ nhất, gọi là lấy tình thương yêu mà chiều chuộng lẫn nhau. Cái biểu hiện thứ hai của sự hiệp một trong hội thánh đó là các tín hữu gây dựng lẫn nhau. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 23, 24 phần A, và ngay trong Ê-phê-sô chương 4 câu 11, 12 thì cho chúng ta thấy
là để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ cho đến chừng chúng ta thấy được hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, tầm thước, vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Còn ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, câu 23 và 24 chép rằng: chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi, nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Ở đây chúng ta thấy Chúa dùng thân thể con người để minh họa cho hội thánh của Chúa. Không có tổ chức nào của con người có sự hiệp nhất, kỳ diệu và đồng bộ như thân thể con người mà Chúa đã dựng nên. Chẳng những hiệp nhất mà thân thể của con người còn xử lý nhanh hơn bất cứ một loại máy móc nào con người có. Sở dĩ như vậy vì tất cả các chi thể trong thân đều ở dưới cái quyền điều khiển của cái đầu. Cũng vậy, khi chúng ta ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì Chúa là đầu, chúng ta là thân thể. Thân thể có nghĩa là người chi thể này, người chi thể khác, người chi thể ở trên đầu, người chi thể ở phần giữa và người chi thể dưới chân. Tất cả các chi thể đều cần thiết và quan trọng như nhau. Chỉ có Chúa đặt để mỗi một vị trí nó khác nhau. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, tất cả mọi vị trí đều có giá trị. Vì vậy cho nên chúng nói đây, chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Cái chữ thiếu thốn ở đây có nghĩa là nó có thể ở trong một cái vị trí thấp kém hoặc vị trí ít ai chú ý, ít người quan tâm, và nó cũng không tạo nên nét đẹp gì, nhưng nó là rất cần. Cái bàn chân của chúng ta đạp dưới đất đã chẳng cái gì đẹp với cái bàn chân đó cả, nhưng mà không có bàn chân thì toàn thân không di chuyển được. Vì vậy cho nên chúng nói rằng các chi thể phải tập trung để trau dồi cho những cái chưa đẹp, tập trung hỗ trợ cho những cái còn thiếu thốn. Nhưng những cái thiếu hụt đó lại là quan trọng cho cơ thể. Thế thì trong hội thánh của Chúa cũng vậy. Chúa chọn chúng ta làm con của Chúa, đó là đặc ơn quý giá Chúa cứu chuộc chúng ta. Nhưng trong công việc của hội thánh trên đất, Đức Chúa Trời dùng mỗi người chúng ta một công việc khác nhau, một vị trí khác nhau, một cái cấp bậc khác nhau, và mỗi người được chọn theo ý định tốt lành và toàn tri của Chúa. Cho nên mỗi người chúng ta hãy làm hết sức với cái vai trò Chúa đặt để chúng ta, và đồng thời khi chúng ta làm hết sức mình thì chúng ta lại hỗ trợ cái chi thể khác. Cái miệng chỉ có ăn uống, nhưng nó là cần thiết để hỗ trợ cho sức sống của toàn thân. Cái chân giúp chúng ta hoạt động, giúp chúng ta làm việc để tạo nên cho cơ thể mạnh mẽ và phát triển. Thì cũng vậy, tất cả đều có sự hỗ trợ liên kết với nhau. Cho nên cái biểu hiện thứ hai của hội thánh hiệp một, đó là tất cả con cái của Chúa cùng gây dựng lẫn nhau, cùng gây dựng lẫn nhau. Hội thánh phải ở dưới sự điều khiển của Chúa, và Đức Chúa Trời không xuất hiện để điều khiển, để chỉ chúng ta việc này việc kia, hoặc cầm tay chỉ việc dẫn dắt chúng ta, mà Ngài dùng những người Chúa chọn lựa đặt để vào trong hội thánh. Ở trong hội thánh lần Việt Nam, cao nhất vẫn là quản nhiệm, rồi sau đó các tôi tớ của Chúa phụ tá, rồi đến ban chấp sự, đến ở bên dưới là những nhân sự và tín hữu ở trong hội thánh. Chúng ta có sự rập ràng, có sự tốt đẹp, chúng ta có sự yêu thương, chúng ta có gây dựng lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau, thì đó là một hội thánh thật là tốt đẹp. Cái biểu hiện thứ ba, đó là đồng lo tưởng đến nhau. Đồng lo tưởng đến nhau. Đức Chúa Trời đã sắp đặt trong thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Trong thân không có sự phân rẽ, không phải cái tay nó làm độc lập của cái tay, công việc của nó, chức năng của nó là cái tay, nhưng mà nó nằm ở trong cái bộ não điều khiển cái tay, và trong khi làm việc cái tay thì nó hỗ trợ cho cái chân. Khi chân bị trật té thì tay sẽ là đỡ. Như trong mà truyền đạo nói đó, kẻ giữ nhà chúng ta, tức là tứ chi, nó sẽ đỡ chúng ta. Và như vậy thì khi trật ngã, khỏi cần phải cái chân nó kêu là cái tay đỡ dùm cho nó,
Khi chân trợt ngã thì tay lập tức đỡ, cho nên nó đỡ rất là nhanh. Khi chân đạp cây gai, lập tức miệng la á một cái, thì cái chân co lên, cái tay thập tay xuống và rút ngay cây gai liền. Không còn chờ với cái sự điều khiển như là máy móc, như cái máy vi tính chúng ta là tinh vi lắm. Nhưng mà khi chúng ta lệnh cho nó làm gì, nó hỏi đi hỏi lại, chứ không bao giờ làm liền. Còn cái bộ não được điều khiển rất là nhanh, khi có sự cố xảy ra thì nó xử lý một cách rất, rất nhanh chóng. Đó là một sự hỗ trợ cho nhau, sự hỗ trợ nhau trong thầm. Ở trong hội thánh cũng vậy, khi một người có sự cố, chúng ta sẽ yêu thương, chia sẻ, thăm viếng. Và khi một người làm công việc của Chúa, nếu người đó yếu thì sẽ có sự hỗ trợ của anh em để tất cả đều cùng làm tốt. Có những người tay ngang ở trong hội thánh thường dùng là tay ngang và nghiệp dư, ít khi được đào tạo chuyên nghiệp, chỉ xã hội đào tạo chuyên nghiệp hội thánh tận dụng, chứ còn chúng ta không có mở trường đào tạo các cái thủ quỹ, đào tạo thư ký gì cả, cũng chẳng đào tạo giáo viên trường Chủ nhật, giáo viên dầu liên hệ sư phạm cũng không đào tạo, chúng ta chỉ tay ngang và dạy. Nhưng mà những người được ơn của Chúa có những khả năng đó, chúng ta hỗ trợ cho nhau để chúng ta cùng làm tốt công việc nhà của Chúa. Vì vậy cho nên Phao-lô dạy về cái cách đồng lo tưởng với nhau một cách rất là độc đáo ở trong Philip chương 2 câu 3 và câu 4. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, không phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đây là những lời dạy lạ lùng mà chỉ tìm thấy ở trong Thánh Kinh, và cũng chỉ tìm thấy trong vòng tôi con của Chúa mới thực hiện được những điều này. Ở ngoài đời thì khó lắm. Ở người đời á, người ta cạnh tranh với nhau từng chút quyền lợi, đôi khi chỉ vì một lợi bình thường mà sát phạt và chém giết lẫn nhau, không thương xót. Riêng tôi tớ con các Chúa, khi chúng ta được cứu, Chúa đổi cái tâm lòng chúng ta từ tâm lòng tội lỗi, từ một đời sống cũ ra một đời sống mới. Nghĩa là chúng ta bỏ những cái điều thuộc về đời sống cũ để sống một đời sống mới, yêu thương, vị tha, chia sẻ và xem người khác như trọng hơn mình, và nhờ đó đem lại một sự hiệp nhất tốt đẹp ở trong hội thánh. Tôi đọc một cái bài giảng của một sư Thân Vinh đã viết cũng đã khá lâu rồi, nhưng cái câu chuyện mà ông dùng mà tôi nhớ mãi, đó là cái chuyện ông giả định về con quỷ mắt xanh. Con quỷ mắt xanh, ông kể rằng một vị tu sĩ kia trong thời Trung Cổ, ẩn tu trong một cái sa mạc rất là kiên thành. Ngày kia có người đến nói nhỏ vào lỗ tai của vị ẩn tu này rằng: em của ông ở Alexandria đã được người ta phong làm giám mục rồi, ông còn ở đây mà làm gì? Khi vừa nghe nói rằng em của ông đã được phong làm giám mục ở Alexandria rồi, ông còn ở đây làm gì? Thì vị tu sĩ già này vừa nghe tin, khuôn mặt thánh thiện sáng láng trở nên tối đen, và cái tánh ganh tị hiểm ác nổi lên trên khuôn mặt của ông, đánh mất hết tất cả sự thánh thiện của ông trước đó. Vì cơ đó cho nên ông Thân Bên ông nói rằng cái tánh ganh tị đó chính là con quỷ mặt xanh. Tánh ganh tị thì ai cũng có, nhưng là con cái của Chúa thì chúng ta đã được thánh hóa rồi, được tẩy rửa rồi. Mà nếu ai chưa được tẩy rửa thì coi chừng cái đời sống nên thánh chúng ta chưa trọn vẹn. Xin Chúa cho chúng ta được nên thánh trọn vẹn để có thể quên bỏ những cái tánh xấu của đời sống cũ, để chúng ta sống hòa hiệp trong hội thánh, yêu thương và đồng lo tưởng đến nhau. Điều thứ hai tôi muốn nói đó, như vậy thì cái sự hiệp một trong hội thánh đó đặt trên cái nền tảng nào, hay là trên cái cơ sở nào? Hội thánh hiệp một trên cơ sở nào? Bởi vì người đời cũng hiệp một. Các tổ chức gian ác làm hại thế gian, làm hại đồng loại của mình cũng có sự hiệp nhất nữa, nhưng cái sự hiệp nhất của họ là với nhau. Còn sự hiệp nhất của hội thánh đặt nền tảng trên Đức Thánh Linh, hay gọi là ở trong Đức Thánh Linh, dùng dây hòa bình câu thứ ba mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Như vậy sự hiệp một ở trong hội thánh là hiệp một ở trong Đức Thánh Linh. Nếu trong hội thánh không cẩn thận, chúng ta chia nhóm, chia phe, cũng hiệp một với nhau, nhưng mà hiệp một trong cái nhóm đó mà thôi,
trên cơ sở là những con người đó mà thôi. Vậy thì Chúa muốn cho con cái của Chúa hiệp một là hiệp một trong Thánh Linh. Hãy dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Như câu 3, khi nói đến dây, tức là chúng ta nghĩ đến cái sự ràng buộc, sự liên kết chặt chẽ, hay là một cái sự kết nối. Chúng ta thấy thường là như vậy. Mà nói dây hòa bình có nghĩa là không có chiến tranh, không có xung đột, không có bất hòa, lộn xộn và vô trật tự. Vì bất cứ cuộc xung đột nào đều dẫn đến kẻ được người mất, kẻ thua người thắng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi ở trong hội thánh mà chúng ta tranh chấp hơn thua thì không có ai thắng cả, không có ai hơn cả. Kẻ thắng đó chính là Satan, ma quỷ. Bởi vì nếu đôi bên tranh chấp mà một bên thắng, đừng tưởng rằng mình hãnh diện là thắng, mà mình cũng là kẻ bại trận. Vì cả hai đều mắc mưu ma quỷ, gây sự tranh chấp chia rẽ trong thánh, và kẻ chiến thắng đó chính là Satan, ma quỷ. Cho nên cái điều mà quý tôi tớ con cái của Chúa ở trong hội thánh phải hiểu đó là tối kỵ trong việc chia rẽ tranh chấp lẫn nhau. Vì khi hội thánh rơi vào chia rẽ tranh chấp tranh cạnh với nhau thì ma quỷ sẽ lập tức đưa cái sàn đó hứng và bắt đầu sàn sảy chúng ta hoặc tấn công chúng ta. Ngày xưa dân sinh đến ở tại địa danh Mara, nước đắng không uống được, thấy vì cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì họ đã ướm thử Đức Chúa Trời, họ đã cãi lộn là với Môi-se. Và giữa cái cuộc lộn xộn đó thì quân Amalek kéo đến đã đánh, và Chúa đã dùng Môi-se với Giô-se để giải cứu dân sự của Chúa một cách đặc biệt, để dân sự của Chúa không bị thiệt hại bởi quân Amalek. Như vậy ở trong hội thánh chúng ta phải có sự hiệp một của Thánh Linh, hay là hiệp một ở trong Đức Thánh Linh. Đừng hiệp một với nhau, tối kỵ không hiệp một với nhau. Và chúng ta hiệp một trong Chúa Thánh Linh để Chúa Thánh Linh hướng dẫn hội thánh ngày càng tốt đẹp hơn. Đức Thánh Linh ở với con cái của Chúa 24/24, không bao giờ tách rời, và ở giữa hội thánh Chúa tới ngày toàn thế, tới ngày Chúa Giêsu tái lâm. Như vậy thì mỗi một con cái của Chúa theo lời dạy của Chúa ở trong chương 4 câu 30 là anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh, cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Như vậy thì chúng ta có thể làm buồn Đức Thánh Linh vì thái độ thiếu hiệp một của chúng ta, vì thái độ tranh cạnh ở chúng ta ở trong hội thánh làm cho Chúa Thánh Linh buồn. Chúa Thánh Linh không lìa khỏi chúng ta, không lìa hội thánh, nhưng Ngài không hành động khi hội thánh lộn xộn, mất hiệp một. Đời sống con cái Chúa canh cạnh tranh chấp một cách xác thịt với nhau thì Chúa Thánh Linh sẽ không hành động và Ngài sẽ bỏ mặt. Vì vậy cho nên Chúa ban phước để chúng ta hiểu được cái nền tảng là chúng ta phải hiệp một trong Đức Thánh Linh. Thứ hai, hiệp một trong sự hiểu biết Chúa và lời của Chúa. Ở trong câu thứ 13 cho đến chừng chúng ta thấy hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Như vậy tại đây cái sự hiểu biết Chúa của mỗi một tín hữu, sự hiểu biết lời Chúa qua học hỏi của mỗi con cái của Chúa là yếu tố để tạo nên sự hiệp một ở trong hội thánh. Vì sao? Vì khi chúng ta biết Chúa rõ ràng thì chúng ta sẽ kính sợ Chúa, mà kính sợ Chúa thì không làm những điều sai quấy để gây rối cho thánh. Thứ hai, học biết lời Chúa thánh hóa đời sống chúng ta. Khi chúng ta càng học lời Chúa, đời sống càng được thánh hóa. Mà khi chúng ta học lời Chúa dày dạn trong lời của Chúa thì chúng ta sẽ tẩy rửa, lời Chúa sẽ tẩy rửa, sẽ xua đuổi, sẽ đào thải những cái điều xấu ở trong tâm lòng của chúng ta. Những cặn bã còn lại Chúa sẽ trục xuất hết, những bợn nhơ đó không còn nữa. Vì vậy cho nên sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu hội thánh trong thế kỷ đầu tiên khi bị bắt bớ, tán lạc, mất nhà, mất cửa, mất của cải tài sản, nhưng đừng có mất cái sự tấn triển trong sự hiểu biết Chúa và lời của Chúa. Ông nói trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 18 rằng hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nếu tín hữu theo Chúa lâu năm mà chưa tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa cũng như hiểu biết lời Chúa thì người đó rất dễ rơi vào cái tình trạng mà Phi-e-rơ nói là cận thị thuộc linh và mù
Tôi nhìn cái các em thiếu niên có 17 em trai mà hết 12 em bị cận thị. Tôi không biết vì sao mà các em cận thị nhiều quá. 17 em mà hết 12 em tính ra tỷ lệ nó cao quá. Đó. Cận thị chứ còn đỡ hơn là mù. Nhưng mà cận thị không khéo thì ra mù. Lần lần đó thì dẫn đến mù nếu không biết cách bảo vệ mình. Cận thị là nhìn gần thôi, không nhìn xa. Và Chúa nói rằng khi chúng ta không học biết Chúa rõ ràng, không học biết lời Chúa rõ ràng, thì chúng ta sẽ trở thành cận thị. Có nghĩa là chúng ta chỉ thấy gần mà không thấy được tương lai xa. Chúng thấy hiện tại, thấy thế gian mà không thấy cõi đời đời, không thấy thiên đàng. Vì vậy cho nên mỗi một con cái của Chúa, chúng ta mỗi ngày tranh thủ được học lời của Chúa. Hội thánh của Chúa là hội thánh tri thức, hiểu biết lời Chúa. Tất cả các tín hữu tin lành, người ta tính đến 50% là cách đây là 30 năm rồi, người ta tính 5%. Nếu tính đến bữa nay là 70 hoặc là hơn 70% tín hữu trong hội thánh hiểu biết Chúa rõ hơn và học lời Chúa thông suốt hơn. Tôi nhớ khi ông thân tôi tin Chúa năm 1956 mà 15-20 năm sau chưa hề học giáo lý Pentecost, thì thời đó rất là khó. Cho nên ấy, ông thân tôi tin Chúa vốn là cái dân mà thờ cúng ở trong, làm con nuôi ở trong một cái thầy chùa, cho nên ông rất là gần gũi với chùa, với hình tượng. Mặc dù ông hiểu gì về các cái thần tượng đó, nhưng mà ông sống trong môi trường vậy. Khi ông trở lại tin Chúa, tôi thấy là 10-15 năm sau, tôi lúc đó cũng đã lớn, tôi thấy ông cứ tò tò đi ăn của cúng mà tôi không hiểu vì sao. Đến khi đầy tớ của Chúa về sau trẻ bắt đầu giảng dạy, đem giáo lý ra và dạy lời Chúa dạy, thì bây giờ ông mới hiểu rằng những điều đó nó sai, những điều đó là ô uế bất khiết cho thân thể của mình mới từ bỏ được. Nhưng mà nói đến cái vấn đề dạy giáo lý ngày hôm nay, thì trong vòng 14 bài học của giáo lý bắp thêm, con cái của Chúa mới tin Chúa đã tự động sẽ dỡ bàn thờ, tự động sẽ dẹp bỏ đồ thờ cũ và không còn cúng kính nữa, để tiến một bước lên trong Chúa. Đó là cái dấu hiệu của một tín hữu trưởng thành trong sự hiểu biết lời Chúa và hiểu biết Chúa. Đó là cái yếu tố để đem lại cái sự nghiệp nhất. Một người ăn của cúng không thể hợp, còn tín hữu mà còn ăn của cúng không thể hợp với tín hữu mà thiên liêng thiên kính, vì những cái điều đó nó làm cho mất cái sự nghiệp nhất trong thánh. Cho nên quý con cái của Chúa, chúng ta mỗi ngày học để biết Chúa nhiều hơn. Đó là cách để chúng ta có thể đạt đến cái mức độ là chúng ta hiệp một ở trong hội thánh. Cách thứ ba, cái phần thứ ba tôi nói là cái cách để duy trì sự hiệp một trong hội thánh. Làm sao để chúng ta có thể duy trì sự hiệp một này ở trong hội thánh mãi mãi được? Có mấy cách tôi đưa ra. Thứ nhất là câu thứ hai, chúng ta xem lại: phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhị nhục, phải lấy lòng yêu thương và chiều nhau. Phần cuối của câu này tôi nói rồi. Đó là cái biểu hiện. Nhưng mà cái cách để mà duy trì cái hiệp một trong hội thánh là phải khiêm nhường, phải mềm mại và phải nhịn nhục. Anh em phải ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau. Nếu chúng ta tính đầy đủ thì nó có năm. Thứ nhất, muốn duy trì cái sự hiệp một trong hội thánh, mỗi tín hữu phải sống xứng đáng với tư cách của một tín hữu tin lành. Thứ hai, phải khiêm nhường đến đều. Thứ ba, mềm mại đến đều. Thứ tư là phải nhịn nhục. Và thứ năm là lấy lòng yêu thương chiều nhau. Nhưng ở đây tôi nói ba điều thôi: khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục. Tuy nhiên khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục tôi cũng chỉ nói vắn tắt. Như vậy thì ở tại đây Chúa dạy cho chúng ta hãy khiêm nhường. Khiêm nhường mà lời của Chúa Philip chương 2 câu 2, câu 3: khiêm nhường là coi người khác như tôn trọng hơn mình. Trong một tập thể điều này rất khó. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người trong hội thánh Chúa thì đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi trình độ, đủ mọi giai tầng, mọi công việc, mọi cái điều kiện khác nhau. Vì vậy cho nên khó có thể hiệp nhất nhau. Do đó cho nên muốn tạo nên cái sự hiệp một trong hội thánh, mỗi người phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Cái chữ coi trong Philip chương 2 câu 3, Philip chương 2 câu 3 câu 2 câu 3 thì cho chúng ta thấy cái chữ coi đó có nghĩa là cái người mà mình tôn trọng đó có nhiều yếu tố không bằng mình và không hơn mình, nhưng mà bởi vì tôi muốn thể hiện cái tình yêu thương, tôi muốn giữ cái sự trật tự hiệp một của trong thánh, cho nên tôi coi cái anh đó, cái chuyện đó là tôn trọng hơn thôi.
Đó là cái điều chúng ta thấy cái chữ coi trong câu thánh kinh này dạy cho chúng ta như thế. Nếu trong hội thánh mà mỗi một con cái của Chúa đều xử với nhau theo cách này thì hội thánh sẽ rất là tốt đẹp và hiệp nhất. Nếu trong hội thánh mà không có thực hiện được cái bí quyết này, cái cách sống này thì chúng ta thấy rằng nó sẽ gây ra rất nhiều những cái tranh chấp, những cái hơn thua với nhau ở trong hội thánh. Và từ cái chỗ nó dẫn đến cái hội thánh lộn xộn bất phước và thiếu hiệp nhất. Một ngày kia tôi xem hai con chuột ngắt nó rớt vào trong cái thùng nước á, cái thùng mà đựng sơn đó, người ta sơn hết rồi, ta bỏ cái thùng không, trời mưa xuống, hai con chuột ngắt nó lí lắc ra mới rớt trong đó. Nó rớt trong đó thì hai con khi rớt xuống này cái thành thùng rất cao, cho nên nó không leo ra được. Thế thì nó cứ nó lội lanh quanh cái thành thùng để tìm đường đi ra. Lúc đầu hai con còn rất khỏe, nó lội lưng tưng lội suốt. Nhưng mà một chập thì có một con trong hai con nó bị đuối, cho nên cái con còn lại mạnh khỏe hơn, nó mới đè đầu gỡ cổ con kia đến mục đích là để nó leo ra. Nhưng mà khi nó leo lên đè đầu con kia thì con kia chìm xuống uống nước thì vẫy, lúc nó còn khỏe vẫy, nó vùng vẫy ra, con ngóc lên nó thở được. Rồi nó lội, con kia lại tiếp tục đè đầu gỡ cổ, đè cổ con chập, cái là cái con đuối sức, cái nó chìm tự chết tuột. Thế thì tôi nói, ồ hay thiệt, để coi thử mày ra sao, con còn lại ra sao. Thì con còn lại đâu còn cái gì để mà đè đầu cởi cổ nữa, cho nên cứ loay hoay lội cuối cùng đuôi sức cũng chìm chết xuống. Cho nên tôi nói trong hội thánh á, mà mình thiếu khiêm nhường thì nó sanh ra tranh chấp tranh cạnh, mà từ chỗ tranh chấp tranh cạnh thì nó dẫn đến là cả hai đều chết chứ không phải một người chết. Cho nên tốt hơn hết trong hội thánh là chúng ta yêu thương hiệp một với nhau trong Chúa, lấy lòng mềm mại, lấy lòng nhị nhục để chúng ta đối xử với nhau ở trong hội thánh, và như vậy thì chúng ta sẽ tốt hơn. Đó là khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục, nó gồm trong cái đức tính, gọi là đức tính của con cái của Chúa mới có thật sự như vậy. Còn nếu không có Chúa Thánh Linh ở với, không có sự trợ giúp Chúa, chúng ta khó lắm. Rồi cái bí quyết thứ hai đó là chúng ta giữ sự tâm công với Chúa và với nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Thánh Kinh ví sự thông công giữa vòng con cái tôi tới Chúa như là cái sợi dây. Đó là sợi dây hòa bình. Sợi dây này mắt không thấy nhưng ràng buộc con cái của Chúa với nhau rất chặt chẽ, bởi sợi dây này do Đức Thánh Linh thiết lập trong dòng huyết của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta được kết nối trong tình yêu của Chúa. Mỗi một đầu tháng chúng ta dự tiệc thánh để thông công với thân và huyết của Chúa. Đó là sợi dây vô hình để kết chặt trong Chúa và đem chúng ta vào trong thân thể của Đức Chúa, gọi là sự liên hiệp mầu nhiệm giữa chúng ta với Chúa. Cho nên chúng ta sống bằng cái sự liên hiệp mầu nhiệm đó. Thế thì xin Chúa ban cho quý bạn chị em hiểu được những cái điều này để mình thực hiện, hầu cho giữ sự hiệp một trong hội thánh. Khi chúng ta đã giữ được sự hiệp một như vậy thì sứ đồ Phaolô nói trong Roma chương 8 câu 38 và 39 rằng: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ mà Chúa đã chứng cho chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Như vậy thì chúng ta được ở trong cái mối liên kết chặt chẽ với nhau và với Chúa. Và khi chúng ta liên kết chặt chẽ với nhau với Chúa thì không quyền lực nào tách rời chúng ta khỏi Chúa được. Cho nên Chúa cho mỗi một con cái Chúa hiểu được cái sức mạnh của hiệp nhất trong hội thánh, hiệp một trong hội thánh. Nó cần thiết và nó giúp cho con cái của Chúa hội thánh tồn tại như thế nào. Nhưng có một điều rất đáng buồn mà tôi muốn nói điều này trước khi kết thúc. Đó là trong khi ma quỷ rất hiệp nhất, tổ chức của Satan rất là hiệp nhất. Hiệp nhất từ trong các cái chủ quyền, các cái thế lực vua chúa thế gian bờ tối này, các thần dữ trên trời, theo Ê-sô chương 6 câu 12. Bốn cái thế lực đó nó ở dưới cái quyền điều khiển của Satan. Nó rất là hiệp nhất với nhau. Mục tiêu của nó là gì? Tấn công vào thế giới con người, trong đó hàng đầu là hội thánh và con cái của Chúa. Trong khi nó hiệp nhất, nó không ngủ, thì hội thánh lại thiếu hiệp nhất và ngủ mê yếu đuối. Cho nên hội thánh luôn luôn và liên tục bị nó tấn công mọi khía cạnh. Chỉ vì tình thương và sự quyền năng cứu giúp của Chúa, chúng ta mới thấy hội thánh tồn tại. Nhưng mà chúng ta đừng tiếp tay với nó bằng sự chia rẽ, đừng tiếp tay với nó bằng những cái cơ hội khi mình tranh chấp với nhau,
để rồi từ cái chỗ đó nó tấn công mình một cách rất là đau đớn. Cho nên xin Chúa ban phước cho hội thánh hiểu được lời của Chúa, hiệp một trong hội thánh để hội thánh được vững bền, hội thánh có sức mạnh tiếp tục chinh phục thế giới này cho Chúa. Xin Chúa ban phước thánh. Amen.